Audi A này phải không? Tôi chạy múc chỉ thôi rồi nè ca ơi. Rồi đèo này nó uống quá mọi người ơi, nó uống hơn là trên đèo Tà Bao rồi trước mình đi nữa, say nó rồi, say đèo rồi. Ôi cái khúc cua tại ảo nè, cẩn thận nha, trên này chạy lên đây có cái khúc cua nó gắt lắm á. Ăn ngon 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 rồi mắt sống rồi hả? Nghe không, nghe không, mắt sống chưa, mắt sống chưa? Cái bón cái xài gì nè, đó đó đó, nghe tiếng của đồng đội rồi. Ui ui, đi anh đây đèo, chạy anh đây đèo bị mất sóng mọi người ơi. Đó đồng đội mình ngon rồi. Ờ bị mất sóng nãy giờ phải không? Ăn không? Rồi ngắt cách nói vô. Nghe nè, nghe nè, nghe chưa, nghe chưa? Ăn ngon, ăn ngon. Vừa khô anh giá. Nghe rồi, nghe rồi. Dừng lại đi Tùng, dừng lại đi Tùng. Rồi nãy giờ chờ nãy giờ không nè. Má ơi, bị mất sóng hả? Nãy giờ hả? Con bò nó chạy lên nó ủi em á. Rồi có sao không? Rồi em phải giật em rút cát xe lại. Lại. Nó chạy nó chạy nó chạy vô. Thôi đây. Ê, cháy này cháy cây sai nè, cháy sai nè. Cua ghê quá, nó cua ngợp luôn á. Đạt mới đi lần đầu đi đèo mà đi đường này chết rồi, ngợp rồi. Yeah.
về. Thôi không có làm sao đâu. Ôi có quán nước vậy ở trên đây giờ hay ha. Nhà quán nước. Đâu quá. Ước gì mình cũng mai mốt về già cũng lên đây làm cái nhà giống vậy. Về ẩn cư không? Quy ẩn giang hồ không? Taxi gì nữa chứ. Không có khách á, cái xong cái giật đèo. Có ổ gà. Dần ở đây hả? Đủ. Em đi vô hả Tâm, có già không? Già xuống xíu đây nè. Khúc đây nè. Già mới dễ. Rồi dừng đây được. Ở đây mới đẹp nè. Chỗ nào? Chỗ này hả? Anh đâu để số đâu. Mà để số 1 cho chắc. Từ 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 từ. Rồi. Ủa, nãy giờ điện anh đó hả? Đâu, ai điện? Ai để biết đâu, thấy cuộc gọi nhỡ quá chừng luôn. Đây không xong. Chụp hình lẻ đi các bạn ơi. Hả? Thì có ngược thì phải ngược thôi. Cái trường rộng á. Thank you.
người ta ghét, người ta quýnh thấy mẹ không biết kêu ai luôn. Súng đó đâu phải là súng thật, là tao súng đó giống như súng gì ta, súng bắn không phải đạn đạn ke. Không phải. Mà nó bằng phẳng nó không gồ ghề ha, còn đỡ đỡ cái này mỏi vô cua cái trời ơi giờ nó gồ ghề cái mình rén rén nè. Thiệt đó chứ trời, chạy mà mệt riêm người luôn á. Cái gì chứ? Qua khúc này được bùi đẩy ngàn á, rừng cây vậy. Qua khúc này giờ hết à, thấy ở trên trước nó còn nó sáng sủa ráng ráng rồi. Yeah.
thì nó thẳng vào đây, nó sắc thẳng vào. Mọi người thấy khổ không? Đi tour đó, đi tour ảnh bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đó. Trời ơi, trời ơi, nó mưa hết rồi mà. Anh chưa? Không ai đã nghĩ ra bộ tay biết rồi. Không, anh không sợ, anh chỉ sợ nó rứt thôi. Cả bộ tay cho nó có cảm giác bất côn luôn. Nó ướt nhẹp luôn rồi. Động xương bên trong đó phải không? Dũng nước nó ập thẳng vô mặt con. Ôm cua trái. Ôi má đẹp ghê vậy. Ừ ơi. Vàng luôn. Giống giống qua Mai Thái à. Đại số 1 đây. Chết mẹ chưa. Má mém đi nữa, cái hố đó mém trượt rồi. Sao? Qua chưa, qua chưa? Nước á, nước không thấy á, đâu biến mặt nó sao đâu ban đại vô. Sẽ tôi đang bong bong trên đường hành luôn. Ồ, giờ không có đường nè mọi người. Hai bên là những hàng cây dại. Đây. Cây dại nha. Chứ không phải là cây gì nha. Ủa bữa đi em đi xe gì vô, xe ô tô, xe gì vô cái đường ở trên đó vậy? Cái đường mà ổ gà ổ giật ở trên nãy mình đi ngang á. Chữ à mày. Ôi 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 má chỗ đó trơn.
nghe chưa đi mấy đường này mới cảm giác được ABS của tháng sau á, đó giờ chưa đạp thử ABS tháng sau á, giờ nhích một cái khẹt không đã cho lắm, ghê thấy bà chỉ đã gì. Thấy màu tím tím rồi mà cũng thấy mệt luôn rồi. Mọi người ơi. Rồi cái ba lô. Không có mua ba lô hả? À? Quên má quên bình lại chứ. Dạo nè, vãi nè. Rồi ở đây không có sống luôn lấy mẹ gì rồi. Chứ đường vô đâu? Nè. Vô chả à. Nè. Ở đây đâu có toilet đâu mà không gì. Ủa chứ bữa cắm đâu? Tụi đâu cắm chạy đây. Ủa đây là đường đi vô hả? Ừ. Tôi cắm là cái nhà cúng đằng kia ở ngoài đầu á. Dạ không có mạng luôn. Đi vô chạy lên đây hỏi tao thử rồi. Không, ở đây không sao đâu, chạy thử coi. Mạnh lên. Ngày sao? Bì bà bì bưởm. Đồ má cắm chạy ngay ngày áo thấp nhiệt đới bảo mùng má. Lát đi tắm hồ. Ủa hồ là trước kia không cầm. Ừ, chèo đi bỏ xuống. Ủa kìa, không nữa cũng bỏ má ơi. Đây quang cảnh ở khu camping cắm trại rồi nè. Ở dưới còn cái nữa mà nó mưa quá. Đi trúng ngày mưa bão giờ. Ăn cám luôn rồi. Giờ Diễm mong mà chiều nay nó hết mưa thôi. À,
Nè cái mỏ nè, cái mỏ này là đó đó đó. Giật lên này đó. Chiều nay hết chắc chắn chứ sao mà còn được. Chiều hết liền. Nước đâu mà mua hoài. Rồi, chiêu không? Chiêu bằng ở mạng chưa? Rồi, giờ tụi mình chờ. Ơi, cây sầu riêng có trái không ta? Chiều giờ mình sáng giờ chạy mệt quá đuối rồi, chạy đường vô đây quá đuối rồi. Giờ nghỉ ngơi ăn uống cái. Cái này cái gì? Vú sữa. Rubber tương lai. Đi cắm trại camping đồ mà giờ đi trúng mấy ngày bão. Đang đợi ô dầm mưa rồi nè mọi người. Ui này, đi tham quan khu này dưới trời mưa không coi nó làm sao. Thôi đẹp không? Đó, sương mù nè. Đó, lạnh lắm, trời ơi, lạnh rung luôn. Ôi. Đường xá đó. Ở đó là hồ, ở đây người ta gọi là hồ Ca, Ca Nga gì đó. Đó là đồi núi, sương rồi, mưa. Bữa giờ là bị ảnh hưởng của bão á, bão gì đó. Nên giờ ở đây nó cũng bị ảnh hưởng luôn. Ui. Thấy cây cóc không? Có cây cóc luôn nè. Đó, cây cóc nha. Cóc này cóc ta chứ không phải là cóc Thái. Wow. Thấy trái không? Trái đụng đỉnh ha. Ui. Đù, con gì vậy? Thấy con gì không? Ghê vậy. Sau con gì đó. Rồi mình đi vòng trải nghiệm chỗ camping gì hồ Ca Nga. Mưa lạnh lắm nhưng quý lắm, quý mọi người á, mình mới đi review nè. Đó. Hai bên đường nè. Wow. Ăn ổi không mọi người? Có cái ổi luôn nè. Đó. Đường xá để đi ra phía hồ cho mọi người coi, đi cho nó nóng tại mới xuống liền mà giờ trời tạnh mưa nữa biết khi nào. Đây nãy mình đi vô đường này nè. Ủa đây là đi đâu ta? Không phải xuống dưới hả? Ủa đi đâu à? À, đường chắc đi qua bên khu nhà sàn á. À. Đi tham quan chỗ này. Đây. Đường xá đâu. Xây dựng cơ sở hạ tầng hết rồi. Mà nãy đi vô cái đường đi vô hơi đuối. Ba thằng chạy xe vô. Xe máy vô hơi đuối. Vô rồi cũng đẹp mà xui cái là đi ngay mùa bão rồi. Tổ chức nên nghịch đồ hết tất cả hết rồi. Rồi giờ tự nhiên cái bão dính vô. Mới dính hôm qua hôm kia mà mình đi trước. Mình đi hồi bữa thứ Chủ nhật. Bên đó có mấy cái nghèo nữa kìa. Để chút mình soạn đồ vô nghèo rồi mình quay cụ thể chi tiết cái nghèo cho mọi người coi. Giờ mình quay sơ ở đây ra. Rộng lắm nha. Đó, đây là nhà sàn nè. Wow.
Đẹp không? Giờ hấp dẫn chứ. Chút tối thì mình sẽ có BBQ đồ. Đây, rộng lắm. Ở đây là cây ăn trái, sầu riêng rồi vú sữa đâu, cốc ổi dừa đâu. Đó, cây vú sữa nè, không biết nó có trái không đây. Đó, kiếm rồi để mình kiếm trái vú sữa rồi mình hái cho mọi người ăn nha. Góc này bao chiêu luôn nha. Giờ rồi giờ mình dẫn mọi người đi tham quan bờ hồ Cang A đâu. Đây. Rồi sao? Leo hả? Chứ sao? Nó leo tới quần 3. Mở ra được. Mở không được đâu. Nè nó hả? Mở này ra, rồi kéo vô, đi mở anh vô ra đang quay kia này. Nè kìa. Rồi cái tay vậy sao ấy? Rồi. Dịch. Đây người ta đang rào để người ta thi công. Thi công. Giờ mình phá rào. Trời ơi, rào kém gì. Coi 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 có ngực sĩ rồi kìa. Hu hu. Ngực sĩ, gai từ đây, từ đầu đây. Đá ngực sĩ xuống này. Nè ngực sĩ. Mở cho mấy cửa ngực sĩ. Đó đó đó. Cái gì đâu đây để em. Okay. Thấy chưa? Ủa, mở cửa này phải không? Ừ. Chùi gầy gà nó nhanh hùng á. Đó, ừ, đúng rồi. Kể vô. Kể gì, cú ba. Cú đây được, cú đây dễ hơn. Má nào cũng cao hết mình bước. Trời. Nước, quay nước ra giờ, có nước sạch chưa? Nước này là nước từ suối chảy ra nha. Tắm được con á, mà uống cũng hên xui nha. Đây. Ý hết mưa rồi đi kèo tao dắt đi. Bệnh cho chết. Đây bây giờ để mình review cho mọi người coi. Đây, lèo này nè. Lèo này tối ngủ trong này ok lắm nha. Theo review của anh chủ á là không giọt. Chống nắng, chống mũi. Chống mưa. Đó. Lèo nè. Tối nay tụi mình ngủ ở đây nè. Tối nay tụi mình ngủ đây nè. Chút để xúc xong đồ rồi tụi mình vô review cho mọi người coi. Đó, đã chưa? Khung cảnh thật là hoang sơ. Ôi ơi, đẹp. Tụi đất đây giờ ấm mẹ nó nè. Có chiếc xe nha mọi người. Trời ơi. Ê, chỗ đó chỗ gì kìa. Đây. Không biết đường này đi ra ngoài kia được không đây. Đồng ruộng ngủ á. Ai. Đây à, chắc nhà vệ sinh quá. Nhà vệ sinh ở khu cắm trại nè. Đó, à, đúng rồi, nhà vệ sinh. Rồi giờ sao mình đi xuống dưới đó được ta, để quay cho mọi người coi ta. Giờ đường đâu đi xuống dưới ta? Thôi, xuống dưới.
thử. Không lẽ ông bơi từ ruộng lúa này ông bơi xuống xuống hồ ông đạp. Ý là bây giờ đi chuyện nào đem đồ xuống. Tôi cũng biết. Nãy ông phải không? Đúng. Đây đây là chỗ tắm nha. Nè, à, xả nước ở đây thì nó có giò sen tắm đâu các kiểu. Đúng. Có lấy à? Đó thấy chưa? Ô cây gì có cái bông đẹp vậy ta? Thấy không? Đó. Wow. Ruộng nè. Hồ, hồ này người ta gọi là hồ gì? Hồ của hồ ca, hồ Cala. Cala. Để chút sáng á mình bay ngay cam đồ. Đúng rồi, sáng bay ngay cam hơi đẹp. Để tụi mình dắt mọi người đi xuống coi hồ ha. Lạnh lắm nha. Giờ mình đang coi ở khu này để chuẩn bị xuống được không? Đi xuống, đi xuống luôn. Rồi. Hey 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 hey. Trời ơi. Dính rồi, dính giờ hè rồi chạy bạ đi. Đi nào đường ở đây phải không? Đây, đu má đi về đây chút. Chút anh chụp hình cho đạt. Đó, đường đi ra. Ra đây gồ ghề. Ôi. Có đường xuống à. Đây ta trồng lúa chắc làm cảnh quá chứ ăn uống gì cái này. Wow. Hồng chân. Ôi đi cầm ơi, cầm ơi, cầm ơi. Ghê quá. Hồ ca hồ quản lý của nhà nước mọi sự. Mọi người tự chịu trách nhiệm an toàn bản thân khi tham gia các hoạt động khu vực lòng hồ. Ôi. Một cua bắt ốc không? Mọi người. Vào vào được. Ghê quá. Wow. Nước này à, nước từ trên suối nè, suối đầu nguồn nè, nó chảy xuống nè. Sâu mà. Nè. An toàn không bạn? An toàn. Thank you.
giờ mình đi chào súp nè mọi người. Dễ yeah, dễ yeah. Lấy thấy đấy, anh quay phim giùm cho. Dễ gì anh mày còn ở đây sao để trời được nói nhẹ heo à, bằng hơi không chứ bằng gì nhẹ. Lấy cây anh Tùng hả? Lấy cây à. Quá nó bự cái người em nữa. Đúng rồi, nó mới nổi mới đỡ được chứ. Rồi đây anh cầm gì vậy? Thôi cảm ơn. Rồi lấy cây đi mẹ nó, tụi này nó ginh nè, gì nặng nề dữ rồi bay. Áo phao nữa không? Ngay vậy, ngay vậy. Bà áo phao đi. Ông lúc lạnh lắm. Chụp rút. Ấy, giờ tụi mình đi. Rồi, cảm ơn chị nha. Lấy được hai cái không? Ba cái. Rồi, đi. Ủa giờ mình đi đường nào xuống ta? Đường cũ. Đi đường nào xuống chị? Đi cánh đồng không chị? Hả? Cánh đồng đúng không? Đó, con đường một à. Anh hỏi đường nào nữa? Thì đi. Để đi đường đó kìa, đi qua bển luôn. Một chút em dục cáo hao anh bơi ra anh mặc vô nha. Ừ. Rồi xong cái dục cây đó ra ngoài đường ngoài đó, cái xong cái mình tụi mình đi bơi ra ngậm cây giống như đi tìm báu vật à. Còn nào má, cái súp này một cái này chắc cũng từ 7 tới 8-9 triệu quá. 7 tới 8-9 triệu là nhiêu? 7 tới 9 triệu. Súp này nè, cái súp bình thường thì nhiêu đó, còn súp mà mắc chắc 10 mấy 20 triệu á. Ừ, quẹo này nè. Giác súp, thôi để chút xíu ấy. Mình giác mệt quá, mình quay không được rồi. Mình đang chào súp nha mọi người. Dạ. Tôi chào một tay đâu được. Đó. Thôi bà này quá quá, ngày mai còn chạy xe chạy mô tô chứ không phải chạy xe nhỏ đâu. Đuối quá. Vui không? Chuyến đi này đáng tiền ha. Ừ. Ừ, cây cô đơn kìa, có một cây màu à. Gửi rồi nha. Nè mọi người thấy không, ở đây nguyên cái hồ này, ở đây có cái cây này. Cây này là cây cô đơn, nguyên mọc chơi vơi một mình giữa hồ này. Đó. Đây hồi tiên hồi Trung Pháp. Wow, lại trời. Này đang chuẩn bị nhúm ngựa chạy nha, nhúm ngựa chạy cho ấm ra đây, lạnh quá, lạnh lạnh như cái mặt của mày. Đâu nãy giờ gần cả nửa tiếng đồng hồ nhúm ngựa, giờ có ngựa rồi mọi người. Đấy, chuẩn bị ấm rồi. Nãy giờ ngạnh quá ngạnh. Wow. Đây, mới nhúm ngựa nha mọi người.
giờ tới tiết một mình dạ. Ăn ăn uống luôn nè. Ok. Nướng nè. Xin chào các bạn. Ê, vậy 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 đến mình lấy con gà đó mình bỏ ở đây rồi mình làm không được không? Không, gà nướng, nướng kia hả? Ba mới ngon. Gà nướng thay đó nữa. Ok. Đây, đây là tiết mục của bạn bạn Đạt sống ngõi. Qua giờ sống ngõi bị nhiều rồi nha. Thôi mày mà. Được không bạn? Được. Bạn Đạt hứa là tôi sao bạn Đạt sẽ rút kinh nghiệm. Đúng rồi. Tôi này đi hơi lõi xíu. Này là cái gì vậy? Nó có tôm mà nó tôm gì không? Rồi, thì... Tôm nè, xúc xích nè, trời ơi, cũng nhiều chứ bộ. Nhiều. Wow, khoai tây, khoai lang. Nhiều. Trời. Bây giờ tiếp tục. Ăn gì trước rồi? Tôm trước rồi. Thôi thịt trước đi. Thịt đúng không? Cái này người ta gọi là cái gì ta? Nướng áp chảo hả? Chảo, nó làm như steak vậy đó. Thơm, thơm. Bơ mà. Không thơm sâm. Ăn ngô. Xin chào các bạn. Bây giờ tụi mình lên xe và đi về thôi. Về thôi. Kết thúc một chuyến đi. Đi trước, đi ơi. Đi đi chút bà. Có gì đâu mà phải khóc, có gì đâu mà phải buồn. Làm sao? Không, đây anh cũng được mà. Nó không tiếp đó, tiếp xúc hết á. Nó tiếp xúc có một xíu á. Trời ơi, bá xe này. Người xe hợp nhất rồi. Giờ mình đang trên đường đi về. Đi về rồi mọi người ơi. Sau một chuyến đi 3 ngày. Tính hôm nay nữa là 3 ngày 2 đêm. Một đêm mà tụi mình ở Mũi Né Phan Thiết. 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm. Sau một đêm ở Mũi Né Phan Thiết. Ăn ngủ tắm biển rồi giờ ở đó giờ một ngày một đêm ở Duyên Linh.
và bây giờ mình quay lại Sài Gòn. Nè, đang mưa ngóc phát nè mọi người. Đẹp không? Đây là cái đập à, đập à, đập đập nước Cang A, hồ Cang A nè. À. Mấy hai cái chòi cao cao trên cùng đúng không? Mà phải không? Hai cái trên cùng đúng không? Nó gọi là G20. Sao G20? Là khu đất đó thì 20 người cũng cầm vô là gọi là khúc đó, chết mẹ đường này đẹp như vậy. Bây giờ tụi mình đang tới được, nãy chạy nãy giờ tới được đèo Bảo Ngọc rồi, giờ đổ đèo rồi, xong xuống Quốc Lộ và về luôn á. Kết thúc một hành trình. Hả Sì Tâm? Đừng nói gì ta. Đi tour mùa mưa bão cực lắm mấy bạn ơi. Sẽ có những người có niềm đam mê bất tận mới đi được các bạn ơi. Đã nào? Đúng vậy mấy bạn ơi. Thấy giờ qua đây con én gã gã đâu. Mới móc cái mũi xong đã. Hành trình đổ đèo bắt đầu. Cái này là đổ đèo chứ không phải lên đèo phải không Tâm?
sâu hơn hả? Ok rồi, hả bà, đi đi. Đây mình chạy mạnh quá mạnh. Đó này mình chưa chạy được phép rồi. À, giờ rửa xe cái nữa má mạnh nữa. Chuối đường xá ok nhất á nha. Mắt sạch còn sống à, còn nằm trong vòng à, khoảng 500 mét rồi á anh kìa.
36. Đạt mắc mắc câu rò, mắc cái cạc rô kìa. Nghe. Đi. Đây. Có chưa? Ngon chưa?